Seiko Ayase, một nhân vật hỗ trợ quan trọng trong Dadadan, đảm bảo rằng hành trình của nhân vật chính Momo và Okarun trở nên khả thi. Vai trò của bà giống như Gojo trong Chúa Tsukasen vậy, nhưng bà không phải quá mạnh như thầy Năm. Seiko nổi bật không chỉ vì bà là bà của nhân vật chính Momo Ayase, mà còn bởi vai trò là một thầy trừ tà nổi tiếng, được biết đến với biệt danh Santa Dodoria. Trong thế giới Dadadan, khi sở hữu vai trò nhân vật hỗ trợ quan trọng, thì Seiko là một người bà giàu kinh nghiệm thầy trừ tà, với các khả năng siêu nhiên đáng gờm. Bà là người có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của cháu gái mình, là Momo, và là người dẫn dắt quan trọng trong hành trình đối mặt với các thực thể siêu nhiên. Seiko không chỉ đơn thuần là một nhân vật hỗ trợ mà còn mang vai trò quan trọng trong việc khám phá các bí ẩn siêu nhiên, giúp định hình câu chuyện và hỗ trợ thế hệ trẻ trong cuộc chiến chống lại thế lực huyền bí. Vậy thì bà Seiko là nhân vật có sức mạnh như thế nào? Có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh trong Dadadan hay không? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Tính cách và vai trò trong gia đình. Đúng với những gì mà chúng ta đã mong đợi ở một nhân vật nắm giữ cán cân sức mạnh và hỗ trợ nhân vật chính, bà Seiko là một người rất có trách nhiệm. Seiko Yase có tính cách điềm đạm và phong cách nói chuyện thô lỗ, không giữ phép tắc, nhưng luôn thể hiện lòng vị tha và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Bà sống theo nguyên tắc đối mặt với mọi thử thách, luôn sẵn lòng giúp đỡ những người xung quanh nếu nằm trong khả năng của mình. Khi Okarun bị nguyền rủa bởi Tubogani, bà không chấp nhận sự đền ơn của cậu, mà thay vào đó là yêu cầu cậu hãy giúp đỡ những người khác khi họ gặp rắc rối. Seiko tin rằng với tư cách là một người lớn, bà có trách nhiệm gánh vác những khó khăn để thế hệ trẻ như Momo và Okarun có thể tự do theo đuổi những gì mà họ muốn. Bà luôn cố gắng bảo vệ họ khỏi những áp lực, giúp họ tập trung vào mục tiêu riêng biệt của mình. Tuy nhiên không có nghĩa là Seiko luôn hoàn hảo. Bà thường quá tự hào để thừa nhận khi bản thân cần giúp đỡ, chẳng hạn như khi từ chối sự giúp đỡ của Okarun và Mr. Mantis Dream trong việc xây dựng lại ngôi nhà của mình sau trận chiến với Evil Eye. Mặc dù đã là bà của Momo, Seiko lại có vẻ ngoài trẻ trung và duyên dáng, với mái tóc trắng thường được buộc thành búi lớn trên đỉnh đầu và dáng vẻ thanh mảnh như phụ nữ ở tuổi đôi mươi. Nhiều người thậm chí còn nhầm bà là mẹ của Momo, thậm chí còn là chị gái. Do sự trẻ trung và nhan sắc quyến rũ của bà, nó khiến không ít người ngạc nhiên khi biết rằng bà thật sự là bà ngoại của Momo. Sau khi ra ngoài, Seiko thường mặc một chiếc áo khoác lớn, cởi cúc, để lộ áo quay dây chéo, kết hợp với hoa tai vòng và đôi dép sandal. Ở nhà, bà thường chọn phong cách thoải mái với áo ba lỗ, quần đùi và đôi tất dài. Tuy nhiên, khi thực hiện nhiệm vụ dưới danh tính Santa Dodoria, Seiko khoác lên mình một chiếc áo choàng chùm kín cơ thể, đeo găng tay nhọn và một chiếc mặt nạ bí ẩn, hoàn toàn khác với phong cách thường ngày. Trong quá khứ, khi Momo còn nhỏ, Seiko thường mặc trang phục của một nữ tu và buộc tóc đuôi ngựa. Điều này đã thay đổi phong cách. Bà vẫn giữ được sự duyên dáng và uy nghiêm cần có của một thầy trừ tà. Phong cách ăn mặc của Seiko không chỉ thể hiện sự tự tin mà còn giúp bà tạo dấu ấn riêng biệt trong thế giới siêu nhiên và trước mắt những kẻ thù. Ngoài ra thì Seiko trừ tà với mục đích quan tâm đến những người bạn của Momo, đặc biệt là Okarun và Chichi. Khi Okarun bị nguyền rủa, Seiko luôn ưu tiên giúp đỡ cậu. Dù cho bà không thường thể hiện tình cảm một cách quá rõ ràng, nhưng những hành động của bà luôn phản ánh tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc đến những người khác. Bà cũng là một người phụ nữ đầy mạnh mẽ và quyết đoán, có phần hơi kỳ lạ, mang trong mình sự tự tin của một thầy trừ tà lão luyện, không bao giờ tỏ ra yếu thế trước bất kỳ thế lực nào, dù là ma quỷ hay người ngoài hành tinh. Ngay từ khi còn nhỏ, Momo đã được bà ngoại chăm sóc và dẫn dắt trong các nghi lễ tâm linh. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa cô và Seiko ban đầu không hề suôn sẻ, do những nghi thức mà bà đã bắt Momo thực hiện hàng ngày. Momo thường bị bắt nạt bởi các bạn đồng trang lứa. Điều này khiến cho cô cảm thấy bực bội và hoài nghi về khả năng thầy cúng của bà ngoại mình. Tuy nhiên, qua thời gian, Momo dần hiểu ra rằng những trò bắt nạt không phải nhắm vào cô mà thực chất đang chỉ trích hướng tới bà của mình. Điều này giúp Momo nhận ra tình cảm sâu sắc mà bà đã dành cho cô và tầm quan trọng trong công việc mà bà đang làm. Seiko không chỉ là một thầy trừ tà đơn thuần, mà còn là một trụ cột tinh thần cho cháu gái của bà. Seiko là một thầy trừ tà với sức mạnh cực kỳ bá đạo. Khả năng của bà không chỉ bao gồm việc cảm nhận và giao tiếp với các linh hồn, mà còn có thể sử dụng những nghi thức bùa chú để tiêu diệt hoặc xua đuổi những thực thể siêu nhiên. Kiến thức về thế giới siêu nhiên của Seiko giúp bà đối mặt với những mối đe dọa từ ma quỷ và người ngoài hành tinh một cách dễ dàng. Một trong những điều nổi bật về Seiko là khả năng tự kiểm soát và sử dụng sức mạnh tâm linh của mình mà không cần đến sự trợ giúp từ người khác. Bà có thể solo Turbo Rani và Evil Eye bằng kỹ năng cơ bản của mình. Không những thế, Seiko còn là người khéo léo trong việc sử dụng sức mạnh bảo vệ những người mình yêu quý, đặc biệt là Momo và bạn bè của cô. Sự hướng dẫn của bà là cực kỳ quan trọng đối với những nhân vật chính, nhận thức rõ hơn về thế giới siêu nhiên và cách đối phó với những thế lực đáng sợ. Dù ban đầu Momo có phần xa cách và bực bội với bà do những nghi thức mà Seiko bắt cô thực hiện, nhưng theo thời gian, Momo dần nhận ra tình cảm sâu sắc bà dành cho mình. Seiko không chỉ là người bảo vệ Momo mà còn là người thầy, người hướng dẫn cô trên con đường khám phá thế giới siêu nhiên. Seiko sở hữu những khả năng siêu nhiên mà ít ai có thể sánh bằng. Bà không chỉ có kiến thức sâu rộng về thế giới siêu nhiên mà còn có thể sử dụng những nghi thức trừ tà
để bảo vệ bản thân và gia đình. Là một bậc thầy và chư tà, các sức mạnh của Seiko được thể hiện rõ rệt qua việc bà đã đối phó thành công với các linh hồn và quái vật cực kỳ nguy hiểm trong suốt cuộc hành trình của mình. Đối thủ của bà có thể nói là thuộc loại đặc cấp nếu so sánh với nguyên hồn trong chủ Tsukasen, khiến ta liên tưởng tới Seiko với một ông thầy nào đó. Một trong những điểm nổi bật về sức mạnh của Seiko là khả năng cảm nhận và tương tác với các thực thể siêu nhiên. Bà có thể cảm nhận được sự hiện diện của các linh hồn và quái vật từ khoảng cách xa và thường sử dụng các nghi thức để kiểm soát chúng. Seiko trừ tà sở hữu kiến thức về các bùa chú và phép thuật cổ xưa, giúp cho bà dễ dàng đối phó với những thế lực huyền bí mà không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào sức mạnh vật lý. Nhưng nó không có nghĩa là bà chỉ chơi hệ phép không. Mặc dù Seiko thường xuất hiện với hình ảnh một phụ nữ thanh lịch và thông thái, bà thực sự sở hữu sức mạnh và thể chất cực kỳ ấn tượng. Seiko có thể tạo ra một cú vung gậy đủ mạnh để đánh gục kẻ thù như Evil Eye, và thậm chí là còn tạo ra một cái hố trên mặt đất chỉ với một cú đánh. Tốc độ và phản xạ cũng nằm ở trong hàng top của bộ truyện. Không chỉ có sức mạnh, Seiko còn nổi bật với khả năng phản xạ nhanh nhạy. Bà có thể né tránh các đòn tấn công của những kẻ thù nguy hiểm như Evil Eye trong những trận chiến, cho thấy Seiko có sự luyện tập hàng ngày và rất chỉnh chu, và khả năng điều khiển cơ thể cực kỳ linh hoạt. Là một thầy trừ tà, Seiko có kiến thức sâu rộng về thế giới tâm linh và biết cách bảo vệ mình và người khác khi trừ tà trước những linh hồn. Đồng thời, Seiko có khả năng cho mình thấy những linh hồn, bao gồm cả các linh hồn trần thế và yêu quái. Bà không chỉ cảm nhận được sự hiện diện của chúng mà còn có thể sử dụng quả cầu pha lê để tiên đoán được tương lai, thậm chí còn thành công trong việc đọc được bí mật của người nổi tiếng. Chưa hết, một trong những khả năng đặc biệt của Seiko chính là mượn sức mạnh từ các vị thần trong khu vực mà bà sinh sống. Với thành phố Kamikoshi là trung tâm quyền năng của bà, Seiko có thể dựng lên các kết giới tâm linh để trục xuất những linh hồn hoặc bất kỳ ai bị dính lời nguyền của linh hồn ác quỷ. Thường diễn ra dưới dạng ngọn lửa thiêu đốt linh hồn ác quỷ đến khi chúng bị thiêu rụi hoàn toàn. Kết giới này có thể tăng cường sức mạnh nếu như Seiko cắm thêm đinh bùa trên mặt đất, tăng tính sát thương của nó. Seiko có thể sử dụng sức mạnh của lời nói để biến lời nói của mình thành hiện thực nếu chúng được thốt ra với đầy sự tin tưởng, thứ mà Seiko thường xuyên phải thực hiện với tâm lý tự tin của mình. Vũ khí của bà là một cây gậy bóng chày, có một ngòi bút gắn ở phía dưới có thể gạt ra gạt vào được. Cây bút được dùng để vẽ kết giới cần thiết trong combat. Trong một buổi huấn luyện với Momo, Seiko đã thể hiện khả năng này khi bà hét từ Nezip, và với cú vung gậy, bà đã làm một bao cát bay xa nhờ sức mạnh bà đặt vào từ đó. Và nếu các bạn chưa biết thì Nessis là tên gọi vui của quái vật hồ Loch Ness, và bà dùng cái tên này vì Momo khi còn nhỏ đã nói rằng con quái này rất mạnh. Đây là một minh chứng cho thấy sức mạnh tinh thần vô trừ tà mạnh mẽ của Seiko, một sức mạnh có khả năng thay đổi cả thực tại. Seiko không chỉ có khả năng sử dụng kết giới để phòng thủ mà bà còn có thể tận dụng chúng cho mục đích tấn công. Trong một trận chiến với Turbo Gani, khi Okarun bị chiếm hữu, Seiko đã tạo ra một kết giới nhỏ trên một viên gạch và ném nó về phía đối thủ. Khi kết giới tiếp xúc với yêu quái, nó phát ra ngọn lửa thiêu đốt Turbo Rani. Khả năng kiểm soát kết giới này giúp cho Seiko nắm lợi thế mưu lược trong những trận chiến với các thế lực siêu nhiên. Seiko còn có thể dựng lên kết giới bảo vệ bằng cách sử dụng bút chuột Nessie của mình để vẽ một vòng tròn lớn lên mặt đất. Kết giới này có thể bảo vệ bà khỏi mọi linh hồn ác đang tìm cách tấn công. Đồng thời, bà có thể sử dụng kết giới để giam giữ linh hồn ác và đẩy chúng vào thế bất lợi. Mối quan hệ với Momo. Seiko Ayase không chỉ là một người bà đơn thuần mà còn là một người thầy, người dẫn đường cho Momo trong cuộc sống. Mối quan hệ giữa hai bà cháu bắt đầu với nhiều khó khăn nhưng dần dần phát triển thành sự tôn trọng và yêu thương. Mặc dù Momo ban đầu có chút bất mãn với nghi lễ mà bà cô yêu cầu thực hiện, nhưng qua thời gian cô dần hiểu được giá trị của những nghi thức đó và nhận ra bà mình thực sự là một người có khả năng siêu nhiên. Seiko không ngần ngại đưa Momo vào thế giới siêu nhiên và qua đó giúp cô phát triển bản thân. Bà ngoại của Momo không chỉ truyền đạt kiến thức về thế giới huyền bí mà còn giúp cho Momo hiểu rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với gia đình và bạn bè, khích lệ Momo và Okarun trong những trận chiến khó khăn, giúp họ đối mặt với những thử thách lớn hơn. Là một trong những nhân vật trưởng thành và giàu kinh nghiệm nhất trong Daradan, Seiko đóng vai trò quan trọng trong việc đối đầu với các thế lực siêu nhiên. Bà không chỉ đứng sau giúp đỡ Momo và Okarun mà còn tự mình tham gia vào các trận chiến khi cần thiết. Với kiến thức sâu rộng về bùa chú và phép thuật, Seiko thường đưa ra những chiến lược quan trọng để chiến thắng. Mặc dù bà là một người nghiêm túc trong việc thực hiện các nhiệm vụ tâm linh của mình, bà trừ tà có lúc thể hiện những khía cạnh hài hước và có phần trẻ con. Một trong những tình huống điển hình là khi bà trêu chọc Momo về việc cô có tình cảm với Okarun chỉ vì cậu có tên giống với diễn viên Ken Takakura. Seiko còn yêu cầu Momo bắt chước Hiroshi Abe để đổi lấy việc bà sẽ mua cho cô một bộ đồng phục mới. Dù thường nói năng không mấy tế nhị, nhưng Seiko luôn biết hành xử lịch sự nếu nhận ra mình đẩy mắc sai lầm, đặc biệt là khi việc đó ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sự an toàn của người khác. Điều này khiến bà trở nên khó đoán hơn trong mắt những người xung quanh. Seiko có một niềm đam mê lớn với ẩm thực. Bà tin rằng cuộc sống bắt đầu từ việc ăn uống và bà luôn muốn mọi người tận hưởng những món ăn mà bà nấu. Thể hiện rõ khi bà cảm thấy vui vẻ khi thấy người khác ăn ngon miệng và còn có động lực nấu nhiều hơn để thỏa mãn khẩu vị của họ.
Tuy nhiên, Seiko không ưa những người kén ăn, coi đây là một hành động không tôn trọng thức ăn. Mặc dù là một thầy chư tà nổi tiếng với khả năng giao tiếp và xua đuổi linh hồn, Seiko lại không tin vào sự tồn tại của người ngoài hành tinh. Ngay cả khi Momo mang Mr. Mantis Dream về nhà để chứng minh sự tồn tại của người ngoài hành tinh, thì ba vẫn chỉ coi ông là một cáp ba và không tin rằng phi thuyền của người ngoài hành tinh đã bắt cóc một con bò. Điều này đã khiến cho Seiko trở thành một nhân vật thú vị với sự mâu thuẫn trong cách nhìn nhận của thế giới siêu nhiên.